Nghệ An hiện có 59 quỹ tín dụng nhân dân được Ngân hàng Nhà nước Nghệ An cấp phép thành lập và hoạt động trên địa bàn 16 huyện, thị xã, thành phố, với tổng nguồn vốn hoạt động trên 10.700 tỷ đồng, dư nợ trên 8.000 tỷ đồng. Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đã phát huy được vai trò trong việc huy động vốn, cho vay hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen. Bên cạnh đó, hoạt động của mô hình quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn còn góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương, đồng thời giải quyết việc làm trực tiếp cho trên 1.000 cán bộ là người dân địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh An khẳng định, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân được xem là một kênh huy động, cung ứng vốn, dịch vụ tài chính quan trọng để phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn. Trước những khó khăn thách thức về vị trí địa lý và tính cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần, đòi hỏi hệ thống quỹ tín dụng cần nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, công tác quản trị, điều hành, kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Về phía Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường sự quản lý, giám sát hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân theo quy định, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời những hiện tượng tiêu cực phát sinh nhằm hướng quỹ hoạt động an toàn hiệu quả, đặc biệt thực hiện các giải pháp tái cơ cấu để nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn.